Chị Tinh Thư thì họ có tâm hồn trong sáng, bao dung, hiền hậu, là một người đoan trang giỏi giắng. Người Tinh Thư thì có học thức uyên bác, phẩm hạnh đoan chính. Cuộc sống của họ thì an nhiên, không phải lo nghĩ nhiều, họ có tự do về tài chính. Người Tinh Thư thích sống tập thể, hoạt bát và dễ hòa nhập. Người Tinh Thư thì họ sống chân thành, không gian dối, là con người có sự chính nghĩa.